Đại úy Mỹ gốc Việt bị thương nặng vẫn 20 lần về Việt Nam giúp quê hương. Sinh ra trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt ở Việt Nam, tốt nghiệp tiến sĩ luật ở Mỹ với sự nghiệp đầy mơ ước. Nhưng Đại úy James đã bỏ lại mọi thứ để dấn thân nơi chiến trường bom rơi lửa đạn cho lý tưởng của mình. Để rồi sau khi bị thương, tưởng chừng không còn cơ hội trở về, anh vẫn tìm mọi cách giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và người nghèo tại quê mẹ Việt Nam. Đại úy James Văn Thạch là một người con lai giữa hai dòng máu Mỹ Việt. Mẹ anh là bà Thạch Thị Ngọc gốc Bến Tre, cha là trung tá cố vấn Hoa Kỳ từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Năm 1974, khi cuộc chiến khốc liệt đi đến hồi kết, cha mẹ anh rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống. Đến tháng Giêng năm 1975 thì sinh ra anh. Lớn lên, anh James theo học trường đại học St. John và tốt nghiệp với hàm trung úy năm 1998. Từ khi còn là sinh viên, anh đã tình nguyện gia nhập lực lượng dự bị quân đội Hoa Kỳ. James chia sẻ, đó là lựa chọn của tôi để trả nợ cho đất nước và để tỏ lòng cảm ơn. Vì các thành viên gia đình tôi và họ hàng bên mẹ sẽ không có cơ hội nếu họ không tới Mỹ. Anh cho biết, nước Mỹ đã đón khoảng 80 thành viên trong gia đình mẹ anh từ Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, James lại tiếp tục học tại trường luật Toro bằng tiền riêng của mình và tốt nghiệp bằng tiến sĩ. Thế nhưng trong năm cuối đại học này, thảm kịch 11 tháng 9 xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Khi nghe tin về vụ khủng bố, anh hiểu được rằng đất nước đang bị tấn công. Anh kể, tôi cảm thấy quốc gia đang bị lâm nguy và điều này thôi thúc tôi cầm súng bảo vệ quốc gia, thay vì trở thành một luật sư trong quân đội. Sau nhiều thao thức và kiếm tìm con người thật của mình, tôi quyết định tạm thời bỏ qua con đường tạo dựng sự nghiệp để gia nhập bộ binh. Khi nghe tin James quyết định vào quân đội sau khi tốt nghiệp tiến sĩ luật, cả bố mẹ anh đều lo lắng vì đã từng chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng ý James đã quyết, tháng 1 năm 2003, anh gia nhập bộ binh. Một quân nhân quả cảm. 3 năm sau khi tuyên thệ nhậm chức sĩ quan, James Văn Thạch đã có mặt tại thủ đô Baghdad của Iraq để tham gia cuộc chiến. Nhóm của anh là những cố vấn Mỹ có chuyên môn đặc biệt, làm nhiệm vụ giúp quân đội Iraq từng bước nắm quyền và gìn giữ an ninh, chống lại các nhóm quân phiến loạn. Mỗi ngày họ đào tạo, cố vấn và lên kế hoạch. Ngoài ra, họ còn làm các công việc từ thiện như cung cấp dịch vụ hỗ trợ y tế tại các trường học và nhà thờ Hồi giáo, cung cấp sách, chăn, áo khoác mùa đông cho trẻ em và người lớn. Đại úy James hồi tưởng, tháng 8 năm 2006, khi chúng tôi nhận được tin có bom tại một trường học cách căn cứ chúng tôi chỉ một đoạn đường. Chúng tôi lên 4 xe tải và 4 xe Humvee, chạy thẳng đến khu vực để thị sát, sau đó gửi nhóm đặc nhiệm chuyên gỡ mình đến. Không may là xe của James bị vướng bẫy mình trên đường phát nổ, mọi người trong xe đều bị thương nhưng may mắn sống sót. Sau một ngày điều trị và nghỉ ngơi, James lại tiếp tục trở lại chiến trường. 7 tháng sau, James tiếp tục bị thương do tên lửa tấn công, lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước. Bác sĩ định đưa James tới Đức để điều trị tốt hơn, nhưng James không muốn vậy. Anh cảm thấy mình như có lỗi nếu được sang Đức, trong khi nhiều đồng đội bị thương nặng hơn vẫn đang nằm tại đây. Mặc dù có đủ điều kiện để xuất ngũ vì bị thương, nhưng anh vẫn tình nguyện ở lại thêm 1 năm. Chỉ 1 tuần sau, James nhận nhiệm vụ mới là giúp đỡ xây dựng tiền đồn quân sự. Tướng David Petros đã tuyên dương và trao tặng huy chương thành tựu cho anh vì đã hoàn thành nhiệm vụ này. Trong suốt quá trình xây dựng tiền đồn quân sự, James phải chịu đựng những cơn đau nghiêm trọng ở cổ và lưng do hậu quả của 2 lần bị thương. Sau khi điều trị không có tiến triển, tháng 3 năm 2009, anh đành phải xuất ngũ. James nhớ lại, quân đội là cuộc sống của tôi, nhưng tôi đã không được sống với cuộc sống đó, tôi hoàn toàn vỡ vụn. Sau khi xuất ngũ, tình trạng cơ thể và tinh thần của James tiếp tục xấu đi. Lúc này, James nhận ra rằng những người có thể giúp đỡ anh nhiều nhất là những người xung quanh mình, và anh đã trở về trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Bà Ngọc, mẹ của đại úy James, bày tỏ cảm tưởng khi con bà trở về từ chiến trường Iraq. Nó về thì mừng, nhưng bây giờ nó không có được bình thường. Nó bị PTSD, hội chứng hậu chấn thương, thành thử phải đi bác sĩ. Nó không được trầm tính như lúc trước, với cái trí nhớ cũng không được bình thường. Nó học trường luật, ra trường luật rồi, mà bây giờ... Người Việt Nam mình thì rất là giỏi toán. Hồi nhỏ tôi dạy cửu chương, nó học thuộc lòng, mà bây giờ đếm số, nó phải đếm bằng tay.
những chấn thương tại Iraq đã không cho phép James có thể hành nghề luật sư hay tiếp tục làm việc. Anh phải thường xuyên đến bệnh viện tiếp tục điều trị và dùng nhiều thuốc men. Nhiều khi đi không vững phải ngồi xe lăn. Thế nhưng khi được hỏi anh có bao giờ hối tiếc về những điều đã hy sinh không, anh trả lời, không, chưa bao giờ tôi hối tiếc cả. Tôi đã đánh đổi những khát vọng cá nhân, sự nghiệp hay cuộc sống sung túc, lẽ ra có thể có, để làm điều này và không hối tiếc về chọn lựa của mình. Tôi vẫn hay lên website hay YouTube tưởng niệm những người nằm xuống để xem. Nó cho tôi nghị lực để tiếp tục cuộc sống. Có những người đã vĩnh viễn nằm xuống, còn tôi dù đang chịu đựng những cơn đau thể xác và tinh thần, nhưng tôi vẫn còn cơ hội sống sót, vui vầy cùng gia đình và bạn bè. Tôi nghĩ người khác sẽ cảm ơn vì những điều này. Đại úy James đã có 11 năm phục vụ trong quân ngũ Hoa Kỳ. Những đóng góp và hy sinh của anh đã mang lại khá nhiều huân chương tặng thưởng từ quân đội Hoa Kỳ và Iraq. Trong đó cả những huân chương cao quý như huy chương ngôi sao đồng Bronze Star, huy chương trái tim tím Purple Heart. Dùng nỗi đau của mình xoa dịu nỗi đau người khác. Hai lần bị thương nặng khiến đại úy James gánh chịu những chấn thương trên khắp cơ thể. Thế nhưng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần không làm anh quỵ ngã mà đã được anh vận dụng để giúp xoa dịu nỗi đau của nhiều người khác. Anh tìm đến rất nhiều nơi, dù là các bệnh viện quân y trên khắp Hoa Kỳ hay các căn cứ Mỹ ở nước ngoài để động viên tinh thần người lính. Anh nói, dù quân đội Mỹ nói tôi không thể tiếp tục là một sĩ quan bộ binh, nhưng tôi cảm thấy tôi còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho các cựu quân nhân đồng đội và cho đất nước của mình. Cho nên tôi quyết định giúp các cựu quân nhân có ý định tự tử vì bị khủng hoảng tâm lý. Theo thống kê khảo sát từ năm 2012, trên nước Mỹ cứ 65 phút là có một cựu chiến binh tự tử, nghĩa là mỗi ngày có tới 22 trường hợp như thế. Với nền tảng xuất thân từ một trường luật, một đại úy bộ binh, và với chứng chỉ sau khóa huấn luyện về ngăn chặn tự tử, tôi tìm thấy họ để chuyển tải thông điệp rằng chớ nên tự ti, mặc cảm và xấu hổ về những chấn thương họ gánh chịu. Đừng để những nỗi đau đó nhấn chìm bản thân mình. Tôi động viên họ tìm kiếm một niềm đam mê mới mà họ muốn vươn tới trong trang sách kế tiếp của cuộc đời. Tôi nói với họ rằng sự khao khát được sống và được cống hiến sẽ là một di sản họ để lại cho gia đình, làm cho người thân và cộng đồng hãnh diện về mình. Trước đây, tôi muốn vào quân đội Mỹ vì quốc gia này đã cưu mang gia đình tôi. Và khi Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công, tôi cảm thấy đã đến lúc tôi phải đại diện gia đình biểu lộ lòng cảm kích vì những cơ hội mà nước Mỹ đã mang tới cho chúng tôi. Ngoài xứ cờ hoa, James Văn Thạch vẫn luôn hướng tâm đến tình hình ở Việt Nam, tích cực vận động cho nhân quyền và quyền của người thiểu số ở quê nhà và thậm chí còn lặn lội về tận Việt Nam nhiều lần để giúp đỡ các thương binh trẻ em mồ côi và những người cô thế kém may mắn. Nói về quê mẹ, anh tâm sự, dù tôi là công dân Mỹ, nhưng trong cơ thể tôi mang dòng máu Việt, quê mẹ của tôi là Việt Nam. Tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho người dân Việt Nam. Anh James đã có chuyến trở về Việt Nam đầu tiên vào năm 1985 cùng mẹ. Anh kể, chúng tôi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất và từ đó chúng tôi đón xe buýt đến chợ Bến Thành, rồi đi xích lô với mẹ đến nơi chị thứ hai của mẹ tôi sống. Sau đó, chúng tôi xuống đến Mỹ Tho là quê của ông ngoại. Khi đó là năm 1985 và tôi đã chứng kiến sự đói nghèo. So với những gì tôi thường vẫn có, lúc đó tôi khoảng 5-6 tuổi, đó là một cú sốc lớn đối với tôi. Nó khiến tôi hiểu và trân trọng cuộc sống mà tôi có ở Mỹ và khiến tôi biết sống cảm thông hơn. Vì giờ đây, tôi đã có kiến thức và lần đầu được gặp trực tiếp những người đang chịu khổ cực ở Việt Nam thời đó. Từ đó đến nay, anh đã về quê hương Việt Nam được 20 lần. Ngày 11 tháng 4 năm 2015, James đã đến gặp gia đình chị Úc tại một bệnh viện ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và giúp đỡ đứa con chị đang nằm viện tại đó. Anh đã đưa mọi thông tin lên Facebook cá nhân để những người muốn giúp đỡ có thể liên lạc trực tiếp với gia đình đang cần được hỗ trợ. Ngoài ra, anh James cùng anh John Donovan cũng là cựu chiến binh Mỹ đã lên kế hoạch về một dự án môi trường. Mục tiêu của dự án này là giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Anh James cho biết mục đích của anh chỉ là công tác nhân đạo, từ thiện để giúp cho những người đồng bào có chung nửa dòng máu Việt Nam. Theo kế hoạch, anh sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục những công tác giúp đỡ cho người nghèo và thương binh trong nước.